Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video clip mới nhất của kênh Bà Gia TV. Bà Gia kính chúc quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này Bà Gia sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về drama sóng gió gia tộc. Hôm qua thì bất ngờ lên dòng trạng thái và Bà Gia tin rằng rất nhiều người bức xúc khi đọc được cái trạng thái này khi mà Gia tiếp tục đóng vai nạn nhân, khi mà lên trên mạng nói về cái đạo lý nghe quý vị. Đây là một cái động thái mà cho thấy là luôn luôn là hơn thua với mớm và cho rằng mình chính là nạn nhân ở trong cái drama này. Chúng ta biết là ngày hôm qua là cái ngày 20 tháng 5, tức là cái ngày tròn một năm, mớm được anh hai dắt lên trên mộ, bắt đầu bùng nổ ra cái drama này. Và tối hôm qua thì Gia có lên một cái bài viết tự nhận mình là một cái nạn nhân ở trong cái câu chuyện đó. Những cái lời lẽ, nếu như mà ai mà không xem cái drama này thì cứ ngỡ là Gia là nạn nhân thôi quý vị. Sự thật gần lắm, không đâu xa, nằm ở trong lòng ta, chẳng phải tìm. Lương tâm sai hay là đúng, cứ hỏi tâm mình đúng hay là sai. Kỷ niệm một năm của một cái sự lừa dối, cho nên là em làm cái bài thơ có chữ lương tâm. Dối trời, dối đất, người cũng không thể nào dối được lòng mình, đúng không? Có nghĩa là Gia nói rằng là mốm lại là lừa dối đó quý vị và các bạn, còn Gia là cái chữ lương tâm ở trong đó. Đây là những cái lời lẽ phải nói là rất là giống với cái người mà đồng đội của cô ta cứ liên tục cho mình là nạn nhân ở trong cái drama này. Chúng ta biết là từ cái ngày mà mốm lên trên mộ đó đến bây giờ đó thì có rất nhiều cái chuyện xảy ra xung quanh những cái người bên cạnh của mốm và bên Gia. Mốm thì càng ngày càng thành công hơn, càng rực rỡ hơn, còn bên đó thì càng ngày càng lụng bại nghe quý vị và các bạn. Và đến giờ phút này thì chúng ta vẫn là mừng khi mà thấy khán giả luôn luôn ủng hộ hết mình cho mốm. Chúng ta biết là đêm 21, tức là đêm nay, cũng chính là cái đêm là mớm sẽ diễn tại tỉnh xá Lộc Nguyễn nha quý vị. Đây là một trong những cái đêm diễn mà mớm đi hát với cái tư cách là khách mời. Và danh xưng là ái nữ của cố nghệ sĩ. Đó là một trong những cái chuyện mà chúng ta rất quan tâm trong tối hôm nay nha quý vị. Và nhiều ngày trước đó thì bên phía Gia đó liên tục vào những cái trang cá nhân của cô Ba Bạch Tuyết và chú Minh Dương. Công kích cho rằng mốm là đứa con tu hú rồi này kia các thứ, tranh giành tài sản của người thân, không có quyền, không có cái danh dự, không có tư cách để tham gia cái đêm diễn này, nên tẩy chay bé mốm đi. Nhưng mà Bà Gia thấy họ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có ai quan tâm tới họ, họ ngó lơ đi, không quan tâm tới họ. Và cái tin mới nhất là mốm sẽ diễn trong đêm nay, và theo Bà Gia được biết là mốm sẽ diễn gần cuối nha quý vị. Có nghĩa là mốm được xếp diễn cuối, tức là những cái người diễn cuối đó vẫn là cái người được chờ đợi nhất và quan trọng nhất ở trong chương trình. Đây là một trong những cái đêm diễn quy tụ rất nhiều ngôi sao, đặc biệt là có Nguyên Vũ, Bình Tinh, Linh Tý, Bích Trâm, tôi nói rất đông. Đây là một cái buổi diễn phải nói là ý nghĩa của mốm. Chúng ta biết bây giờ đó là bên phía Gia không được như mốm. Có nghĩa là những cái show diễn có từ thiện đi chăng nữa thì họ cũng không được tham gia. Rất nhiều bầu show cũng ngán ngẩm mời họ. Nếu mà mời họ thì sẽ bị khán giả tràn vào tẩy chay đồ này nọ các thứ, dùng những cái lời lẽ nặng nề, cho nên là không ai dám mời Gia. Còn mốm thì ngược lại, mốm có nghĩa là cái tên bán vé vậy đó quý vị, liên tục xuất hiện ở trong chương trình, mặc dù không phải là danh xưng ca sĩ, nhưng mà vẫn được nhiều người chào đón và ủng hộ. Thì đây là một cái những danh dự lớn đối với mốm khi được những cái khán giả và bầu show họ công nhận. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo cũng có cái tin cũng bất ngờ, Sạc Pháp lâu nay im hơi lặng tiếng, nhưng mà ngày hôm nay thì ông ta có đăng một cái tấm hình lên chụp cùng một người trước bàn thờ của cố nghệ sĩ và dùng những cái lời lẽ phải nói là vô cùng trách móc. Ý ông ta nói là cái người này là bạc bẽo, vô tình bạc nghĩa. Chúng ta cùng nghe cái bài viết của Sạc Pháp để là xem là Sạc Pháp này nói đến nay nghe quý vị và các bạn. Một đứa cháu được cậu yêu thương lo cho suốt đời hơn 10 năm, đến khi nó lấy vợ, trước ngày cậu mất, cậu hỏi là thằng Tý đâu anh, kêu nó vô cho em gặp. Cậu vừa cười vừa nắm tay nó. Con không nhớ Hà Tý, ngày cậu mất á, con lên để tang cho cậu. Cậu Thành đi mua từng cái quần áo cho con, cũng như là những người ở trong gia đình, để là tỏ rõ cái sự nghiêm trang. Trong ngày cậu nằm mất, xong con về quê đó, chị Gia còn cho tiền con về xe, lần nào cũng là chị Gia, và con bật vô âm tính một năm nay không thấy mặt. Đến ngày giáp năm, con xuất hiện bên cạnh những cái con người hại gia đình cậu của mình. Chắc con mong được cái điều gì đó, cho nên là con quên những cái thâm tình của cậu năm xưa rồi hả con, bạc bẽo vậy sao? Kính thưa quý vị và các bạn, đây là cái lời của Sạc Pháp nha quý vị. Trách một cái người ở bên phía cố nghệ sĩ trước kia, có nghĩa là ông ta cho rằng là ông lo lắng chăm sóc, nhưng mà không biết tại sao là anh ta lại quay xe
đứng bên cạnh cô Mớm. Bởi vì rõ ràng cái anh này hiểu được cái lẽ phải nghe quý vị. Mớm là bị quan, bị chèn ép ở trong cái câu chuyện này, cho nên là anh ta chọn cái cách là đứng về phía Mớm. Và họ cho rằng là cái anh này là quên tình xưa nghĩa cũ, bạc bẽo, cho nên là dùng những cái lời lẽ để trách móc. Thậm chí là Ye còn nói như thế này: sau chuyện này cũng là nhận diện được là nhiều, họ chỉ vui vẻ với cậu Năm là hết duyên rồi, đến mình là nghịch duyên, nên thôi đừng trách cậu ạ. Mình thấy có một cái điều lạ là Ye rất là lên để là dùng những cái lời lẽ phải nói là đạo lý đó quý vị. Một người có những cái hành động phải nói là vô cùng xấu xa trong suốt một năm qua, nhưng mà cứ hở lên mạng lại là dùng những cái lời lẽ phải nói là đạo lý để dạy đời, dạy người ở trên đó. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cô ta cũng lên một cái bài viết than thân trách phận. Cô ta nói rằng là mình là nạn nhân ở trong cái câu chuyện của Mớm. Mớm giả danh con ruột của cố nghệ sĩ để là cướp hết tài sản và đuổi hết tất cả những người thân của cố nghệ sĩ ra đường. Và Ye cảm thấy oan ức và đau đớn, cầu mong là cố nghệ sĩ sẽ phù hộ độ trì cho họ lấy lại được cái căn nhà ở số 5. Đó là một cái điều phải nói là rất là vô lý phải không quý vị? Không ngờ đến giờ phút này mà Ye còn giữ được cái hy vọng muốn lấy lại được cái căn nhà từ của Mớm. Đây là một cái điều phải nói là rất là bất ngờ. Bây giờ những cái giấy tờ nhà được sang tên hoàn toàn cho Mớm rồi. Nhưng mà không biết tại vì sao là họ vẫn giữ được một cái hy vọng to lớn là lật ngược lại thế cờ để là trở về cái căn nhà ở số 5 một lần nữa. Cũng bất ngờ trong buổi chiều ngày hôm qua đó, Ye lại lên một cái dòng trạng thái phải nói là vô cùng ẩn ý để là đáp trả lại một người bên phía của Mớm. Và theo ba giây nghĩ, đây là chị ba nghe quý vị, có nghĩa là Bình Tinh đó. Thì Bình Tinh cách đây vài ngày có viết một cái bài như thế này: đừng để cạn phước đức, vui vẻ cũng là một cái cách là bội phước, cạn phước còn sợ hơn là cạn tiền bạc rất là nhiều lần. Vì nếu để cạn phước đức, ngay kể cả tánh mạng nếu có cũng là không giữ được. Lúc đó tiền bạc có bao nhiêu cũng không cứu được. Đây là một cái bài viết chia sẻ du dơ thôi của Bình Tinh. Nhưng mà không ngờ lại có người nhột cái gì. Và ngay lập tức là Ye cũng lên một cái dòng trạng thái gọi là phải nói là vô cùng ẩn ý để mà đáp trả lại chị ba. Ye đáp trả như thế này: 5-6 tháng nay người ta chửi gia đình em, xúc phạm gia đình em, vậy ai mới là người dựng dây đằng sau hả chị? Tấn công người ta mà không có người ta được quyền phản kháng lại sao? Thôi chị, đúng hay sai, thật hay là giả, tốt hay xấu, tất cả chị đã biết rõ quá mà. Lời của chị nói còn văng vẳng bên tai của em. Chị ủng hộ cho cái việc là vô đạo thì được gọi là đúng. Quy luật trái đất vẫn tròn, nhưng mà còn có thể là gặp lại nhau không thì em còn không chắc. Người có thể bắt lỗi em ở trong cái chuyện này chỉ duy nhất có một, nhưng mà rất tiếc không phải là chị. À quên, chị muốn cái tấm hình phay góc phải không? Cái tấm mà chị đang hơi mờ, tại vì hình đó em là người chụp gửi cho chị mà. Đây là một cái bài viết cũng phải nói là vô cùng ẩn ý. Tuy rằng là không nói tên của ai, nhưng mà một số người vào người ta dự đoán là Bình Tinh. Có thể nói là trong cái câu chuyện này đó, Bình Tinh cũng không thẳng thừng ra mặt. Bình Tinh không có lên tiếng nhiều vào trong cái drama này, nhưng mà vẫn ở phía sau để ủng hộ và hỗ trợ cho Mớm hết mình. Mình cảm giác là Bình Tinh rất là kiệm lời, không có muốn lên tiếng nhiều ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà cái hành động thì rõ ràng là Bình Tinh luôn luôn ủng hộ em gái của mình, tức là Mớm. Bình Tinh luôn luôn có mặt trong các cái sự kiện, không bao giờ vắng mặt. Đây là một cái hình ảnh cho thấy là Bình Tinh là luôn luôn có trách nhiệm với người em của mình, cũng giống như cái lời hứa năm xưa mà Bình Tinh đã hứa với ba, tức là có nghệ sĩ, là sẽ chăm sóc cho người em của mình, tức là Mớm. Chúng ta là rất là mừng, đến giờ này hơn một năm rồi bên cạnh của Mớm còn rất nhiều người yêu thương Mớm thật lòng và luôn luôn bảo vệ Mớm khi mà cần thiết. Ở trong tim yêu thương mà đến, đó là những cái con người chính nghĩa sẵn sàng đứng lên để mà bảo vệ Mớm trong suốt hành trình một năm qua. Ai cũng biết là Mớm chịu thiệt ở trong cái drama này, mà Mớm là người bị hại, cho nên là ai cũng muốn đứng về phía Mớm cả để mà bảo vệ cho Mớm. Chúng ta biết cái drama đến giờ phút này đó thì đã giảm nhiệt nè quý vị, rất giảm. Những YouTube họ đã bỏ đi sang những cái trend khác để làm, đặc biệt là có hàng chục kênh trước đây làm bên drama của Mớm, giờ đã là chuyển sang làm cái đề tài của ngài Thích Minh Tuệ. Rõ ràng là sức nóng của Mớm không đủ duy trì, cho nên là bà Gia cũng mong rằng là khán giả cũng không nên vì cái chuyện đó mà bỏ Mớm. Chúng ta vẫn là luôn luôn đồng hành cùng với Mớm, cùng với Hồng Đi, luật sư Tuyết Ngọc, tất cả những cái người luôn luôn bảo vệ Mớm trước kia, như là Vũ Luân, Bình Tinh hay là Linh Tý, Bích Trâm, Anh Sang, Má Tư Quốc Thanh, rất nhiều người. Đây là những con người xứng đáng.
và chúng ta hy vọng là sẽ sớm cái vụ việc này sẽ đưa ra xét xử để là xem thử cuối cùng đó ai mới là cái người chiến thắng và có giống như là khán giả mong đợi hay là không. Mình thấy là có hơn 90%, thậm chí là trên 90%, đa số là muốn là Mốm là người thắng kiện, bởi vì Mốm là cái người con, gọi là con nuôi cũng được, bởi vì con hợp pháp là được, thì con hợp pháp thì được quyền thừa hưởng cái tài sản của cố nghệ sĩ để lại. Chúng ta biết là trước đây đó, bên phía Gia và ông Bến Xèo phá rất nhiều tài sản của cố nghệ sĩ, bây giờ tài sản còn lại duy nhất là cái căn nhà từ đường của cố nghệ sĩ, thì Mốm là cái người được giữ. Đó là một trong những cái lý do mà khán giả đến với cái drama này muốn giúp cho Mốm lấy lại cái vị trí vốn có của mình. Đó là con gái của ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng. Phải nói là cái drama này đến giờ phút này thì cũng không còn nhiều cái đề tài nóng nữa quý vị. Vụ kiện của Mốm thì vẫn đang làm trong âm thầm. Chúng ta cũng không biết là triển khai tới đâu. Còn phía bên kia thì im hơi lặng tiếng. Lâu lâu thì cũng có lên vài bài viết. Và còn bà Bút Bò thì đến giờ này cũng vẫn là im hơi lặng tiếng. Bà ta mới đây nhất trong buổi chiều ngày hôm qua có chia sẻ một cái bài khai trương của phía bên Gia, dấu hiệu là cho thấy là bà ta làm lành chứ không phải là quay xe. Đây là một sự phải nói là cũng đáng tiếc nha quý vị. Và có một số người nói rằng là bà Bún Bò đã cố đấm ăn xôi cũng như là nằm gai nếm mật, bởi vì Bún Bò bị ép khá là nhiều nhưng mà bà ta không biết cách nào để thoát ra được chứ không biết làm gì cả. Và chúng ta cũng chờ đợi xem quý vị họ sẽ làm cái gì trong những ngày tiếp theo, họ sẽ diễn cái vở diễn gì để mà che mắt cộng đồng mạng. Phải nói là ba giây rất là nể quý vị và các bạn khán giả đó. Trước kia đó bà Bún Bò đăng những cái trạng thái thì ba giây cũng nghĩ là bà ta quay xe rồi, nhưng mà không ngờ đây là cái chiêu trò thôi. Bà ta cố tình làm như vậy để là muốn là bắt tay để dẫn dắt cộng đồng mạng. Và đến bây giờ đùng một cái là tiếp tục là chia sẻ đăng bài của bên Gia lên. Đây là một cái hành động phải nói là xem thường cộng đồng mạng nha quý vị. Và bà giải tin rằng với cái hành động này thì bà Bún Bò tiếp tục là có một cái hành động đi vào lòng đất luôn. Bà Bún Bò tiếp tục chịu ế nha quý vị. Bà giải tin chắc là như vậy. Thì đây là một cái tin mà bà Giai muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Nếu mà có cái tin nào mới thì bà Giai tiếp tục đăng tải để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và bà Giai chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ bà Giai bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ video clip. Và để lại một cái bình luận phía dưới. Bà Giai sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Mốm trong suốt cái drama này. Và đăng tải những cái tin nóng nhất về sự việc này để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và bà Giai xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.